Ngày 25 tháng 6, công ty dịch vụ Mobifone khu vực 6 thuộc nhà mạng Mobifone phối hợp Startup Công nghệ VB triển khai mô hình tổng đài nhân viên y tế tự động Robot Call nhằm hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Nghệ An. Mô hình Robot Call đã được ứng dụng thành công tại Bắc Giang, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh. Robot Call hoạt động do những nhân viên y tế gọi điện tới từng người dân, đặc biệt người dân trong vùng dịch tễ để hỏi thăm về sức khỏe cũng như cập nhật các thông tin y tế. Từ đó, hệ thống phân tích và tự động xuất danh sách đề xuất những ai có triệu chứng bệnh để ngành y tế kịp thời nắm bắt. Tổ chức xét nghiệp Tại tỉnh Nghệ An, robot call đang được triển khai tại những vùng dịch như thành phố Vinh, thị trấn Hưng Nguyên, Diễn Châu, Quỳ Hợp, với số tổng đài 093 68 37 115, hoặc tên hiển thị Sở Y tế NA. Bên cạnh truy vết, người dân tại Nghệ An cũng có thể gọi vào tổng đài 093 68 37 115 để khai báo các thông tin về tình hình sức khỏe của bản thân một cách tự động. Robot Call là giải pháp ứng dụng công nghệ nhân tạo bao gồm công nghệ chuyển đổi văn bản thành giọng nói, công nghệ chuyển đổi giọng nói thành văn bản, hội thoại thông minh. Các cuộc gọi từ tổng đài đến người dân được thực hiện một cách nhanh chóng trong thời gian ngắn giúp cho việc cập nhật thông tin y tế, truy vết dịch bệnh được kịp thời trước MobiFone, các nhà mạng Viettel, VinaPhone cũng đã triển khai các hệ thống tổng đài tự động dùng cho việc hỗ trợ tìm kiếm truy vết người dân bị nhiễm hoặc nghi nhiễm tiếp xúc với người nhiễm COVID-19, từ đó giúp ngành y tế nhanh chóng truy vết, khoanh vùng dịch bệnh và kịp thời phòng chống dịch.